Chúng tôi mời anh Phong dừng lại và giáo sư ở đây để bắt tiếp tục cái phần mà thăm hỏi, han hỏi quý vị ở đây. Thì bây giờ những cái câu hỏi mà anh chị chưa hỏi được thì tôi xin mời tiếp tục cái phần nói chuyện và anh Phong giáo sư ở đây sẽ trả lời cho quý vị và tôi sẽ chạy ở dưới nhé. Rồi mời. Dạ, bây giờ thầy cho con hỏi thầy một câu trước nhé. Xin giáo sư cho biết về hoàn cảnh mà lý do nào giáo sư cho ra đời chương trình Thế Giới cho Trẻ Em. Tôi cảm ơn anh có câu hỏi đó bởi vì nó cũng có đụng chạm tới nghề nghiệp. Thưa các quý vị thế này, tôi xin trở ngược dòng thời gian chút xíu là cỡ 1968 đó, lúc đó thì chúng ta mới có chương trình truyền hình ở Việt Nam. Và chương trình truyền hình thì chỉ có đen trắng chứ không có màu. Và sau đó đài truyền hình Mỹ có màu nhưng mà không được phép chiếu phim màu. Bởi vì đài truyền hình Việt Nam đen trắng. Thành ra không muốn quan kỳ chơi trội cho nên tất cả đều đen trắng. Và thưa cái chuyện nó xảy ra thế này, hôm trong cái dịp đó có một cái dịp đặc biệt thì đài truyền hình có mời nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh, Phạm Văn Môi, dường như có Nguyễn Mạnh Đan và tôi lên đó để nói chuyện. Sau cái buổi nói chuyện thì tôi không biết vì lý do gì mà ông giám đốc mời tôi ở lại cho mấy người khác đi về. Khi mời tôi ở lại rồi, tôi vào phòng thì họ mới nói tôi rằng bây giờ đài truyền hình cần chương trình và muốn ủy thác cho tôi làm một chương trình truyền hình. Thì tôi hỏi lại các quý ông muốn tôi làm đề tài gì trong chương trình đó. Thì họ nói rằng tôi đã hoàn toàn không quyết định. Có nghĩa là đài truyền hình không quyết định cái đề tài cho tôi mà tôi phải chọn đề tài lấy để mình thực hiện chương trình. Tôi xin phép để về vài tuần lễ tôi sẽ đến để mà trả lời. Thì như vậy tôi suy nghĩ, bây giờ hầu hết các chương trình trên truyền hình chúng ta đều là về ca nhạc. Người lớn có, thiếu nhi có, kịch có, rồi cải lương có. Nhưng tôi thấy mình thiếu một cái quá lớn mà tôi không biết có ai nghĩ tới hay không. Lúc bây giờ chiến tranh nó tràn lan trên Việt Nam và cái giai đoạn là giai đoạn hết sức quyết liệt khi mà Mỹ bắt đầu thả bom gài mìn Hải Phòng. Thì tất cả những nam nhân đều bị động viên, thậm chí ở trong nhà bố bị động viên, con cũng bị động viên luôn. Thầy giáo lúc bây giờ cũng bị đi học tập. Tôi mới nghĩ, xin lỗi, tôi bị sửa lưng, mà cái sửa lưng đúng quá, tôi phải chấp nhận đi động viên chứ không phải là đi học tập, mà nó chưa có học tập. Và thì tôi nghĩ rằng bây giờ cái cuộc chiến chúng ta càng ngày càng lớn, không biết nó đi tới đâu. Và nếu mình lật ngược được cuộc chiến, số lớn nam nhân của chúng ta không còn nữa, thầy giáo được gì cũng bị hết. Bây giờ làm sao đây? Ngay trong lúc đó thì ở trong gia đình nam nhân không còn, cha đi, anh cả cũng đi đồng viên. Có nghĩa là tôi thấy nó có một cái khoảng trống vô cùng quan trọng ở trong xã hội.
cái khoảng trống đó làm sao khỏa lấp. Thì tôi mới đề nghị với đài truyền hình, tôi thực hiện chương trình giáo dục thiếu nhi. Ban đầu thì họ nói tôi muốn làm cái gì cũng được, mà khi tôi đề nghị thực hiện chương trình giáo dục thiếu nhi thì họ do dự. Họ nói có chương trình đố vui để học rồi, có chương trình đố vui để học rồi, bây giờ tôi làm nữa thì trùng, phải không? Tôi nói chương trình của tôi sẽ không trùng. Đố vui để học là các ông nhắm vào những học sinh ưu tú để đưa lên đó đặt câu hỏi cho tụi nó kiếm giải thưởng. Tôi đặt mọi em như nhau, tôi không phân biệt em nào học giỏi, em nào học dở, tôi làm cách khác. Rồi thì họ đồng ý, ok, họ đồng ý cho tôi làm. Tôi làm chương trình, thưa các quý vị, lúc bây giờ làm chương trình đó thì tôi cũng chưa có đồng xu nào hết, bởi vì chưa có đơn vị nào hết để mà làm chương trình đó. Nhưng tôi thực hiện được vài chương trình thì bắt đầu có tiền. Tiền đó đâu? Có phải của Bộ Giáo dục mình đưa qua không? No. Tiền đó là tiền viện trợ của Mỹ. Thành ra tôi đánh tiền mà không phải của quốc gia. Nó đưa qua ngân khố Việt Nam nhưng mà cái khác. Rồi bây giờ tôi tóm gọn lại chút xíu nữa. Tôi thực hiện chương trình. Thưa các quý vị, thưa ông hiệu trưởng, tôi từ đầu tới cuối chương trình tôi thực hiện từ năm 68 cho đến tháng 4 75, tất cả những tiết mục trong chương trình đó là trong đầu tôi. Không có một người nào ra lệnh cho tôi phải làm cái chương trình như thế nào hay là đề nghị tôi phải làm cái nào, tôi tự làm đấy. Tôi căn cứ đâu để tôi làm? Tôi căn cứ nơi cái sự tò mò của trẻ em, mà trong đó có của tôi. Các quý vị sẽ không thể nào ngờ khi tôi mới 8 tuổi đến 9 tuổi, lúc bây giờ ở Việt Nam điện mình chưa có nhiều, phải không? Nhất là ở Cần Thơ, điện là cái gì nó xa xa xôi lắm, chứ không phải như mình đây bấm cái ra điện. Nhà tôi ở phía sau cái nhà thờ Trinh Lành. Nhà thờ Trinh Lành đó bị cái vấn đề cho nên chính phủ tịch biên. Thì điện vẫn còn, cũng còn một người ở nhưng mà không được giám họp nữa. Thưa một đứa bé mới 8, 9 tuổi dám làm những cái việc mà tôi nghĩ các quý vị không dám làm. Đi câu điện. Không phải câu vô nhà mình, nhưng mà dùng điện để mà thí nghiệm. Tại sao lúc đó tôi nghĩ tôi không biết. Rồi tôi dùng điện, hai cái dòng điện để cái ly nước, cắm vô ly nước, nó đổ mình quáng hồn, mình sợ quá, nó cháy điện hết. Chạy trốn chứ sao vậy? Chạy trốn, rồi sau đó rồi họ ra sửa cầu chì rồi kia có điện quán rồi tôi làm tiếp. Và tôi làm tiếp lần này không phải là cái ly nước không, tôi bỏ muối vô trong nước, tôi bỏ muối vô trong nước, tôi cắm hai cái đầu điện vô, nó không nổ nữa, mà rồi nước bắt đầu sôi. À, tôi khám phá ra cái chuyện là tại sao nó có được cái chuyện như vậy. Thì cái trí tò mò của con nít nó cứ quậy tôi, nó làm như vậy. Rồi sau này tới vấn đề nhiếp ảnh, tôi là cái tuổi sau ông Đàm, sau ông Lĩnh, sau ông Đan, vân vân. Nhưng mà những cái kỹ thuật hình ảnh mà tôi phát triển ra đó, các ông kia không hiểu. Có nghĩa là vượt quá cái sự hiểu biết của những người ở thời đại đó. Và sau này Photoshop 1990 mấy mới bắt đầu ra, có nghĩa là tôi thực hiện nó 3-40 năm trước khi có Photoshop. Thì
thì vì cái tò mò đó cho nên tôi cố tôi làm. Bây giờ song song ở đó tôi cũng có viết sách mà này, có cái video mà không có chiếu, nếu mà có chiếu thì các quý vị sẽ thấy. Trước 75 tôi đã in quyển sách Quả Tiễn và Phản Lực, nhắm vào con nít để cho nó tìm hiểu, để cho nó khai triển đi lên một cái mức trước thời đại lúc bây giờ. Bởi đại bây giờ may ra mình mới có được một vài chiếc máy bay vài chồng chóng mà tôi đi vượt lên cái việc đó. Thì vì cái nhu cầu và cái mình muốn nâng cái trình độ của mọi trẻ em lên, thành ra tôi thực hiện chương trình đó, đưa bài cho họ xem, rồi tôi đưa cho họ xem rồi sau đó họ mới thực hiện một cái buổi trình diễn với Pacific Symphony Institute Orchestra, thực hiện buổi trình diễn, tất cả báo chí Mỹ đều loan tin và có bài nhận xét phê bình, thì họ cho rằng cái nhạc của tôi là cái sự hòa trộn tuyệt vời giữa Đông và Tây. Hôm trình diễn đó, thưa các quý vị, có nhiều nhà báo Việt Nam và chủ báo Việt Nam đi dự, nhưng mà không có một tờ báo Việt Nam nào đề cập tới chương trình đó. Các báo Mỹ có, tất cả các báo Mỹ lớn hay nhỏ, Los Angeles Times, Orange County, rồi những tờ báo của địa phương nhỏ đều có đăng. Thành ra mình thấy cái dân này khác rồi, phải không? Rồi tôi muốn làm sao thực hiện, thì bây giờ làm sao có tiền để thực hiện? Tôi nghĩ rằng ở Mỹ họ đòi hỏi hơi cao. Thí dụ tôi vừa nói Pacific Symphony Orchestra đó, họ sẵn sàng họ trình diễn cho tôi, và họ nói rằng trong cái buổi trình diễn đó chỉ có hai người được quyền lên tiếng nói, còn tất cả tiếng nghe lệnh thôi. Hai người đó là ai? Một ông nhạc trưởng conductor, và người thứ hai đó là tôi composer. Mình thấy nó quan trọng phải không? Nhưng mà họ nói làm đó kêu bằng gì đó, kêu bằng tình cảm với nhau đó. Nhưng mà cái lệ phí của họ $150,000. Lương tôi cũng ngàn mấy giờ làm sao có $150,000. Tôi mới nói rằng có bộ vô vọng, vô vọng. Tôi mới đi qua Úc, có cái dịp qua Úc, tôi mới tìm ở Úc. Tôi nói đối với người Tây Phương nào ở Úc là gì? Đã. Và thưa các quý vị, muốn thành công thì mình làm sao? Mình phải dấn thân thôi. Và tôi nói rằng có hai cái lối để mà mình hướng dẫn người khác. Một là mình đứng ở trên, mình mắt cứ theo tôi lên đây. Hai là mình chịu hòa mình vô đó, để rồi mình từ từ cùng kéo nhau lên. Thưa tôi đã làm chương trình thứ hai. Có nghĩa là ở trong chương trình đó, xin lỗi các quý thầy, quý cô rồi nãy kêu tôi bằng thầy, nhưng mà trong đó chúng tôi không có thầy, anh em. Tôi chỉ đóng vai một người anh lớn ở trong gia đình để hướng dẫn các em. Tôi bò lăn ra sân khấu với các em. Các em leo lưng tôi cởi trước ống kính. Cái đó để chi? Để tôi hòa đồng lại với các em. Mà hòa đồng với các em được thì mình nói chuyện các em nó mới theo, nó mới tin. Thế còn mình cứ ý lại bên trên, mình ra lệnh thế này thế kia thế nọ thì khó thành công. Cho nên tôi nghĩ là ông Hiệu Triền cũng trong cảm một phần nào với công việc đó. Và đó là, đối với tôi, đó là cái bí quyết của sự thành công. Là mình sao? Mình phải hạ xuống để cái trí hiểu biết của mình giống như người ta, thì mình mới nói chuyện, mới dẫn ra được. Chứ mình ở trên mình nghĩ, mình hiểu nhiều quá, mình nói người dưới họ không hiểu. Thành ra cái sự giúp đỡ của mình nó không được hữu hiệu lắm. Cảm ơn nhà sư. Cảm ơn giáo sư đã chia sẻ những chương trình rất là quý báu. Và bây giờ chúng tôi xin quý vị là có câu hỏi nào cho giáo sư, cho anh
phong. Dạ, à, anh hiểu chữ phong. Và dạ không, không nói như vậy được anh. Dạ, à, và về Việt Nam Film Club thì quý vị cứ tiếp tục hỏi. Dạ, và chúng tôi sẽ dạ chúng tôi sẽ đưa microphone cho quý vị. Thưa quý vị tiếp tục những câu hỏi ạ. Quý vị có thể hỏi về những hoạt động giáo dục hay là có thể hỏi về nhiếp ảnh được không thưa thầy cô? Dạ thưa các quý vị cứ hỏi mà câu hỏi nào tôi trả lời không được tôi xin làm gì trốn. Vâng, bây giờ trong những lĩnh vực giáo dục, nhiếp ảnh, sách báo, âm nhạc vân vân thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các quý vị. Rồi. Dạ, thưa các anh ạ. Xin chào giáo sư, tôi có một câu hỏi với giáo sư về trên lĩnh vực âm nhạc. Qua đọc phim tài liệu vừa rồi, tôi được biết là giáo sư đã đưa âm nhạc Việt Nam đến với thế giới. Trong đó có nhấn mạnh tới dàn giao hưởng tại Ukraine. Tôi muốn có câu hỏi là cơ duyên nào mà nhạc sĩ đã đưa những nhạc khúc của Việt Nam với đến với nhạc giao hưởng Ukraine mà không với một nhạc giao hưởng nào khác ở các nước khác ở châu Âu? Vâng, câu hỏi rất là hay. Rất là hay. Tôi xin trở lui chút xíu. Biến cố 75 là cái biến cố quá lớn. Và tôi nói rằng đó là cái biến cố lớn nhất của lịch sử loài người. Người ta hay sánh cái sự ra đi của người Việt mình lúc bây giờ như là cái Exodus của người Do Thái. Tôi nói hoàn toàn sai. Không có một chút nào liên hệ. Thứ nhất, người Do Thái bị lưu đày, bị làm tôi mọi ở Ai Cập. Rồi Chúa giải phóng, Chúa đưa họ về đất hứa. Có nghĩa là về nhà. Còn mình bỏ nhà mình đi. Ok, hai cái sự việc khác nhau. Kế đó người Do Thái đi, Chúa có che chở cho họ. Mình đi không ai biết gì hết. Thành ra không thể so sánh được. Tôi cho rằng cái sự ra đi của mình gấp ngàn lần chứ không phải là gấp trăm lần nguy hiểm và khó khăn hơn là cái vụ người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Cái chuyện đó đã xảy ra. Bây giờ làm sao để cho thế giới biết? Thì chúng ta thấy nhiều người có viết bài, nhiều người có làm thơ, có người viết nhạc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó đều cho người Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam mới đọc được báo tiếng Việt, người Việt Nam mới đọc được bài thơ tiếng Việt, người Việt Nam mới hát và hiểu được bài hát tiếng Việt. Bây giờ tôi thấy cái biến cố này không phải riêng cho người Việt Nam mà phải làm sao cho cả thế giới biết. Thì làm sao? Tôi mới quyết định dùng cái nhạc không lời. Âm nhạc nó có nhiều tầng lắm. Thưa các quý vị, nếu mà cho phép tôi nói thì tôi nói rằng nhạc Việt Nam chúng ta mới chỉ tới trình độ thấp nhất. Mặc dù mình có những tên tuổi lớn, bây giờ cái nhạc nó bên bên mong mong, mình chỉ có ca khúc. Ca khúc, mà ca khúc phổ thông, ca khúc nó cũng có nhiều loại lắm. Ca khúc phổ thông, ca khúc nghệ thuật, nó khác nhau. Cũng như thơ bình dân, khác với thơ bác học, phải không? Tranh nghệ thuật, nó khác với tranh, tranh gì không mộng. Vâng, nó khác lắm, âm nhạc nó cũng vậy. Chúng ta chưa được gì hết. Cho nên tôi mới chọn, ok, làm cái cấp cao hơn để mình có thể nói chuyện với người ngang hàng. Bởi vì mình nói chuyện này mà mình trình độ này thì khó cho người ta thông cảm được. Thành ra tôi phải làm qua cái lối đó. Và tôi biết nhạc không lời. Bây giờ tôi nói rằng nếu 5-10 năm sau nữa mình không còn đây thì con cháu chúng ta nó nghe được, nó cũng hiểu. Nhờ cái gì? Nhờ tôi dùng nhiều dân nhạc Việt Nam để nó có thể nó hiểu được. Chứ nếu tôi viết nhạc của tôi không thì nó cũng không hiểu gì hết.
phải không? Đó, cho nên tôi dựa trên cái đó. Rồi, tôi bắt đầu viết từ năm cỡ 1985 là khi tôi hay tin ông thân của tôi bị chết ở Việt Nam. Cái đau đớn mất nước. Rồi bây giờ ông đang tụi qua đời. Tôi cố tôi làm, nhưng mà mình không biết làm sao để thực hiện được. Lương của tôi lúc bây giờ chỉ được ngàn hai, ngàn ba gì đó. Làm sao thực hiện nổi. Cho nên tôi viết rồi tôi ngưng, cho đến 10 năm mới hoàn thành. Hoàn thành đúng vào cái dịp mà người Mỹ muốn làm cái chương trình kỷ niệm 20 năm sau chiến tranh Việt Nam. Thì tôi lúc bây giờ tôi làm cố vấn cho Pacific Symphony Orchestra ở California này, Sunset Ranch. Tôi giúp họ để mà họ thực hiện được cái chương trình đó. Rồi thì họ có ra, họ cũng hình thức họ muốn trả ơn tôi. Và tôi có nói với họ, tôi có viết nhạc. Thưa các quý vị, đối với người Mỹ, đối với những người mà có trình độ nhạc cao, khi mà nói tôi viết nhạc thì dường như họ đánh cái câu hỏi rất to trong đầu của họ. Trình độ cỡ nào mà đòi viết nhạc, học tới đâu rồi viết nhạc. Ok. Nhưng mà họ bị down under. Down under. Miệng dưới rồi. Dưới cái địa cầu rồi. Tại nên tôi qua tôi nói chuyện lại với dàn nhạc giao hưởng ở bên đó. Thì họ tiếp đón đàng hoàng lắm. Họ nói chuyện rồi tôi có để nhạc ra cho họ. Rồi bắn đi rồi tôi không liên lạc được nữa. Tôi nói thôi giờ xuống đảo anh được không được, tôi sẽ lên anh thấp. Rồi cũng nhờ may mắn mà móc nối được là với Kiev. Và tôi xin thưa quý vị, tất cả tôi là không có tin số. Nhưng mà tôi không giải thích được. Là tôi có gửi email qua bên đó để hỏi ý kiến họ. Rồi mỗi ngày tôi check email ít nữa là 3 lần. Suốt trong 2-3 tháng không có một tin tức gì hết. Tôi nói tôi chết rồi. Họ lơ đà mình rồi. Và lúc đó là gần tới cái ngày, cái năm kỷ niệm 30 năm. Có nghĩa là 10 năm sau đó nữa rồi. Thành ra tôi gần như là tuyệt vọng. Nhưng mà rồi một hôm tôi mới check lại những cái chân mail ở thứ quay sao. Chắc chân mail cả lô bây giờ nào giờ mình đâu có đụng tới. Tôi thấy có một cái thư lạ quá bằng tiếng chữ mà mình đọc không được. Rồi tôi cứ đánh dấu hỏi hoài, có phải đây là cái thư đó hay đây là spam, không phải spam mà đó là virus. Rồi cuối cùng tôi không liều. Mình mở thử, tôi mở thử thì đúng là cái thư họ trả lời tôi. Không biết nó nằm đó bao lâu rồi. Rồi tôi mới liên lạc lại với họ. Tôi liên lạc với họ, mới nói chuyện qua lại. Cái rồi họ hỏi, hồi nếu có nhạc không gửi tôi coi đi coi. Dĩ nhiên nó cũng coi dò, coi cảnh, coi mình viết nhạc có chơi được hay không cái đã. Có thích hợp gì hay không. Rồi xong nó nói ok được, chúng tôi đồng ý trình diễn cho ông Tuấn Thanh. Nhưng mà ông muốn khi nào làm? Tôi do dự quá, mình không biết nói làm sao. Rồi họ mới hỏi chứ ông bao nhiêu tuổi rồi. Tôi mới trả lời 70 mấy tuổi rồi đó, lúc đó 73, 74 tuổi rồi. Cái họ mới email lại tôi, nó như vậy thì ông đâu còn nhiều thời giờ nữa. Có nghĩa là gần chết rồi còn gì nữa. Cái rồi họ mới hỏi tôi giờ ông có đủ nhạc hết chưa. Tôi nói có. Họ nói vậy chứ bắt đầu làm.
không chờ đợi gì nữa. Rồi lúc bây giờ tôi mới xin visa. Mới xin visa đi và thực hiện. Nhờ các bên đó họ nghèo cho nên họ tính cái giá rẻ hơn là cái giá ở Mỹ. Giá ở Mỹ thì chịu không nổi. Ngoài ra đó mình còn cái nghiệp đoàn. Riêng cái nghiệp đoàn âm nhạc đó nó không cho người không phải là nghiệp đoàn chơi ở trong ban nhạc đó. Nhưng mình muốn có mấy người vô, nó không, không. Mình phải trả tiền health insurance cho nhạc sĩ. Rồi khi mà có CD rồi, mình được quyền bán bao nhiêu cái, sau đó mỗi cái phải trả cái royalty nó bao nhiêu tiền. Tôi đã chết rồi. Nhưng mà may giờ được cái kia. Và thưa các quý vị, khi mà tôi qua trên Ukraine trình diễn, nó họ thích quá, nhạc sĩ họ thích quá. Và cái này tôi cũng chia sẻ với các quý vị, mặc dù nó hơi dài chút xíu, là cái hình năm cuối của tôi đó, tôi có một cái bài ca, tôi lấy tên là Ca Ngợi Tự Do. Tôi muốn nhờ ban hợp ca bên Ukraine hát để làm cái nhạc đền, rồi về mình hát tiếng Việt mình chồng lên. Khi họ tập hát, họ thấy hấp dẫn quá, họ hỏi ý nghĩa, tôi nói ý nghĩa này kia cả nọ. Họ nói vậy thì chúng tôi nhờ ông dịch ra tiếng Ukraine để chúng tôi hát. Bởi vì họ nói rằng không phải chỉ có người Việt Nam mới ưa chuộng tự do, chúng tôi cũng ước muốn tự do, và chúng tôi cũng biết nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng ước chuộng tự do. Thì liền lập tức tôi dịch tháo ra tiếng Anh, rồi mới chuyển qua cho một người Ukraine dịch ra tiếng Ukraine và để hát. Thưa, đó là một vài cái chuyện nhỏ nhỏ mà nếu các quý vị có thời giờ ngồi với tôi chừng tháng chắc cũng còn chịu được.